Thanh tra Sở Y tế kiểm tra thẩm mỹ viện Natural, quận 10, phát hiện hoạt động khám chữa bệnh phẫu thuật không được cấp phép. Ngày 5 tháng 4, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra thẩm mỹ viện Natural sau khi nhận phản ánh từ người dân về hoạt động khám chữa bệnh tại đây. Thời điểm kiểm tra, thẩm mỹ viện không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Chủ cơ sở là ông Hồ Phi Nhạn có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa ngoại và phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp. Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở bố trí khu vực tiếp nhận khách tại tầng trệt, khu vực tư vấn và tiểu phẫu tại lầu 1, lầu 2. Tại khu tiểu phẫu lầu 1 có các khách hàng đang chờ và được nhân viên cơ sở thay băng sau khi nâng mũi hút mỡ bụng tại bệnh viện khác. Thẩm mỹ viện Nature có sổ ghi thông tin khách hàng tư vấn nâng mũi cấu trúc chỉnh xương. Trang web đăng tải nội dung quảng cáo nâng mũi sườn sụn, nâng mũi surgiform, nâng mũi cấu trúc ala thuộc lĩnh vực khám chữa bệnh dù nơi đây chưa được cấp phép. Đoàn kiểm tra Niêm Phong thu giữ các sổ ghi chép, trang thiết bị, dụng cụ y tế tại thẩm mỹ viện. Thanh tra Sở yêu cầu nơi đây ngừng ngay hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được thẩm định điều kiện hoạt động, tháo gỡ nội dung quảng cáo trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Vụ việc đang được Thanh tra Sở Y tế xử lý tiếp. Gần đây, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xử phạt đình chỉ hoạt động nhiều cá nhân và cơ sở thẩm mỹ, phòng khám sai phạm. Người dân được khuyến cáo tìm hiểu kỹ và chọn lựa cơ sở cung cấp dịch vụ khi có nhu cầu làm đẹp khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép, người dân gọi vào đường dây nóng 0989 401 155 hoặc qua ứng dụng y tế trực tuyến để thanh tra kịp thời xử lý.